Thì chào tất cả vì các bạn buổi sáng ở bên thành phố Houston, Texas. Rồi thì chào luôn anh Thanh Nguyễn vừa mới vào đó quý vị, thì thấy là để mở đầu cho chương trình thầy Thanh chút chứ là anh biết là thầy đã lên sóng rồi quý vị. Vậy như Đạo Phật, thưa quý vị các bạn, ở ngoài rất là lạnh, thành ra bữa nay hơi khục khịch chút xíu không sao hết. Và tại vì nó lạnh hơn cái máy lạnh ở trong nhà. Máy lạnh ở trong nhà mình xét khoảng 75 độ, thì ở bên ngoài nó đang mới 60 mấy quý vị. Thành ra cái tiếng nó không được trong sạch như ngày hôm qua, nhưng mà vẫn phong sinh bình thường, lâu lâu có hụt hẳn chút xíu. Cái đó không quan trọng. Cái quan trọng là làm thế nào mình học một cái bài cha 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 ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, ai cũng mơ đến một ngày nào đánh được cha cha. Thì trong quá khứ 30-40 năm, mà khi mà thầy đánh được bolero, thầy không bao giờ thầy ước mơ được lên cha cha. Mà mỗi lần xin lên ban nhạc thì ban nhạc cứ hỏi một câu rất là trịch thượng: A Di Đà Phật. Rồi thầy chào luôn Jessie Lay ở Canada nha. Đây là chương trình phát thanh cho khắp nơi trên thế giới, và bây giờ thầy đang giảng bên Úc quý vị. Tất cả các bạn trẻ bên Việt Nam xin học rất là nhiều, nhưng mà vì cái trái giờ, 1.600 người ở bên Facebook ngay cái hội của thầy, và 1.580 người ở bên YouTube, người ta hỏi rất là nhiều, nhưng mà lúc mà lên phát sóng thì không ai có mặt hết. Không sao, tại các em chờ đợi để lấy những cuốn Facebook và video xuống để làm kỷ niệm trước, là để nhìn thấy còn có những ông thầy mà ở trên Internet dạy một cách đàng hoàng. Đàng hoàng ở đây có nghĩa là không cho quý vị thấy từ xa, mà cũng không chẳng phải là thầy đánh, mà môn đệ của thầy đánh. Thì chứng tỏ là cái ngày hôm qua quý vị thấy cô Thủy là cái người đánh, chị Thanh Nga các em đánh, chứ không phải là thầy đánh. Mà thầy quên luôn, quên mình luôn, không quay thầy luôn. Coi như là cả ngày hôm qua chỉ có phần hát thôi, còn tất cả phần quay gì là phó thác cho cái ống quay nó làm. Thưa quý vị các bạn, khi mà muốn học lên cái điệu cha cha, thầy thường nói với chị Thủy các em là gì: thôi bây giờ em đã giỏi cái bolero rumba, ráng giữ cái chân đó, đừng có leo lên cha cha liền. Nó có hai cách. Cách thứ nhất là đi bằng đường rock. Tại rock nó chỉ có nhịp số 1 và số 5, nhưng mà khi mình vô nhịp của Latin music thì mình vô 1, 4, 5, rồi bây giờ mình chỉ function theo 1 và 5. Trước khi mà vào cái điệu cha cha, thầy remind quý vị tất cả các bạn đừng vội vàng đánh cha cha, phải đánh xong hư tai hư chân, nó sửa rất là khó. Những cái tháng kế tiếp coi như là mình bị triền miên, tại sao không nghĩ leo được cha cha. Khi thì Thủy leo lên được cha cha nè, cái kỷ niệm nè, thì phải đi dội vàng đi xuống liền, cái chân không vững, tại vì nó quá lẹ. Mà khi một cái vận tốc quá lẹ thì chuyện gì xảy ra quý vị? Rồi Di Đà Phật thì chào luôn người đẹp Lê Hồng nhé, hoặc là Hồng Lê. Khi mình hát vậy đó, giờ thí dụ hát dừng đi qua chút xíu, lung khởi mình đi qua cái sắp trái khác để mình trở lại trống. Quý vị, bài nhạc của người ta là phải chậm rãi để diễn đạt bài nhạc. Thí dụ tiếng hát bay trên thành phố bần quần, chiều đông đưa những bước chân đầu mòn. Không nghĩa là người ta nói bài nhạc chậm rãi, mà quý vị mà lái một cái vận tốc của người ta có 60, 65, cao lắm là 70, quý vị chơi một cái lên 90, hát cái đờn rồi ca sĩ sẽ hát ra kiểu gì. Tiếng hát bay trên thành phố bần quần, chiều đông đưa những bước chân đầu mòn. Trên nghe mùa thu bay trên trời không, coi ngay giữa mê mông đời mình, gọi đau đầu đậm lên mùi thơ. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi.
hơn mẹ cái bài nhạc. Quý vị hiểu thầy nói không? Thì bên trống cũng vậy. Khi mình đánh chậm được bolero rumba, mình đánh quá lẹ thì chân mình nó bị cuốn. Mà khi bị cuốn đi á, thầy nó dắt một cái tay đây dắt theo. Thì cách dễ nhất mà để leo lên cha cha là đi qua con đường khác. Có một cụ già, cụ nói về nhà thầy nghĩ là nghiệm là có đúng. Khi mà một cái chiếc xe hàng nó đâm vào con, mà cái xe con đang đứng đó, nhiệm vụ con làm gì? Đứng đó cho ổng đâm, hay là quẹo bên trái, hay là quẹo bên phải? Thì lúc đó thầy câu trả lời, một là mình xuýt qua cái đường khác, quẹo bên tay trái, quẹo phải, để cái xe đó không đâm thẳng vào mình. Thì cái điệu cha cha này khi mà nó quá lẹ thì em sẽ đánh chậm lại như cái nhịp độ của bolero. Sau một cái thời gian một tuần em tăng tốc từ 80 lên đến 90 là em vô giữa cái begin. Rồi từ 90 cho đến 100 em đang ở cái rumba. Rồi từ 100 cho đến 101, 102 là em đang ở cha cha. Tại sao không tập như vậy? Là mình không bao giờ mình bị cái vấn đề, cái problem ở cái chân của mình nha quý vị. Rồi, thưa quý vị, bây giờ trước khi mà vào cái điệu cha cha upload thì thầy phải cho quý vị gặp anh Thanh Phát từ bên nước Úc. Thì trống sĩ Thanh Phát từ bên nước Úc sẽ nói chuyện một chút xíu, mình ôn chút xíu cái chân của bolero. Khi mà dựng được bolero hay rumba rồi đó, go ahead, mình vào cái chương trình hai lớp nha quý vị. Lớp đầu tiên thầy kéo cái bộ trống ra, đem cái snare ra và cái hi-hat cộng thêm cái cowbell. Bữa nay dụng cụ mình cần phải có, nếu không có mình không làm được quý vị. Thì thầy phải kéo cái đó ra trước, tập tay trước. Mà khi tập tay được rồi mình nhét vô lại vô bộ trống, quý vị thấy complicated không? Tại thầy promise quý vị là 4 lớp chứ không phải là chỉ có 1 lớp ngày hôm nay. Ngày hôm nay nếu mình giỏi mình sẽ đánh được bolero cha cha, chứ không phải là cha 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 cha, có nghĩa là cái điệu chính thức. Còn không nữa, kẹt nữa, mình vẫn đánh được rock cha 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 nha quý vị. Rồi, cái lời hứa của thầy đối với quý vị. Rồi bây giờ quý vị sẽ nghe một tiếng reng. Từ trong cái tiếng reng đó thì anh Phát anh sẽ trả lời. Rồi mình từ đó mình đưa chương trình đi nha quý vị. Dạ, em chào thầy ạ. Rồi, Di Đà Phật, em nghe rõ không em? Dạ, rõ thầy. Rồi, thưa quý vị, đó là anh Phát từ thành phố Kim Linh, phải không em? Kim Linh của Australia. Rồi, bữa nay tình trạng sức khỏe, thuốc men mà khi vô trong người nó trở lại bình thường, tất cả mọi thứ bình thường hết chứ? Dạ, bữa nay ổn nhiều lắm hả thầy? Ừ, có nghĩa là không đau. Hình như là mình phải uống thuốc cả tuần, make sure mà khi gì mà nó bị loạn thị hay bất cứ cái gì thì cái thuốc Tylenol nó stabilize cái system trong người của em. Cũng như mà khi cảm thấy mà chiêu chiêu chút xíu hay là tự nhiên qua mắt, những cái thuốc đó uống vào tự động là nó làm cho cơ thể mình trở lại bình thường. Tại mình thiếu cái đó thôi chứ thực sự mình không có sợ bất cứ một cái gì hết. Em ơi, trước khi mà vào rock cha cha cha, nó là cái căn bản của cha cha để mình leo lên cha cha. Hiện tại có cái cowbell rồi phải không? Dạ có thầy. Rồi, vậy là ready cho cái chương trình sau khi mà thầy khảo em cái điệu bolero. Go ahead, đánh bolero cho thầy khoảng 2 phút. Mình cần cái chân của nó. Trong studio nóng là tại vì dàn máy nó hà lửa ra quý vị. Rồi quý vị nghe ở đang đánh tập cái chân 2 phút thì rap nhạc chung dẫn này quý vị. Thank you.
mình ráng đi cho phần hát nha. Được rồi đó. Rồi bây giờ mình tập trung với phần hát, sau đó mình học liền nha. Rồi em start trước dùng cho thầy. Thank you.
bây giờ cái chân của Bolero á, giờ mình làm khám phá sau cái chân của Bolero mình sử dụng lại là sử dụng cái dàn trên đó. Rồi bây giờ mình transfer những cái gì, bây giờ em đánh dùng cho thầy cái chân ở dưới thôi, không có cái tay nha, chỉ là cái chân, chân trái, chân mặt của em á, 1 và 4 5, 1 2 3 4 5, em cứ hít đó điều hoài, coi như mình tập cái dàn chân để mình transfer những cái gì cần thiết qua. Rồi tập dàn chân thôi, 1 2 3 4 5 6 7 8, cứ 1 4 5 em repeat trở hoài, 1 4 và 5 nha. Ừ, 1 2, ừ có gì vậy nè, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, cứ đến 1 4 5 em bỏ cái kết vô thôi. Ừ, và tập dàn chân trước nha. 1 2 3 4, ô 4 5 là em, khi em đếm là cái kết nó nằm trên 4 5, chứ em không đưa đưa đếm là mới đánh 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, có nghĩa là 1 4 5 cái kết không à, tập cho dàn chân trước là bục chen đó, đó thì cái dàn kết của em á là chỉ 1 4 5 thôi, cứ theo thứ tự của đó. Giờ mình tập để mình transfer cái dàn chân đi qua trước khi mình chuẩn bị cho cha cha, thì tập lại cái dàn chân 1 4 5 thôi, 1 2 3 4 5 6 7 8, kịch 2 3, vịch kịch 6 7 8, 6 7 8 không có gì hết, chỉ có dàn chân không nha. Transfer cái dàn chân, lấy cái dàn chân để tập trước, 1 không cần đánh dàn tay, không có đánh dàn tay, chỉ dàn chân thôi, thì nó mu cái dàn chân đi qua, bục chê bục chê bục chen chen bục bục, thấy không, tại nó 4 mà, 4 5 mà, rồi bục bục 6 7 8, cứ repeat hoài, bục rồi bục bục chen 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 bục chen chen bục rồi bục bục, rồi cứ nghe mà bục 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 rồi bục rồi bục bục, đó đó nó cứ thứ tự gì hoài để mình mua cái dàn đó đi, đó cứ vậy hoài. Ừ đó, khi cứ điều gì là cái thằng tay nó làm việc dễ thôi, em không là mình transfer dàn chân rồi dịch đánh khầm lít xác của cái Bolero lại để em thấy rõ ràng là 1 4 5 lúc đó mà cái dàn tay với dàn snare nó đi vô. Rồi bây giờ cô bác trở lại cái điệu Bolero, make sure điệu Bolero khầm lít xác luôn, em sẽ nghe nào. Rồi em đánh khầm lít cái xác của basic Bolero đi, khầm lít xác luôn như lúc đầu, 1 2 3 4 5, em thấy không, là cái dàn chân dưới đó, thì em đang đánh, em hình dung cái dàn chân dưới mình cầm cái dàn chân 1 4 5 á, giờ em thả hai cái tay kia em dẫn đánh, rồi thả bớt cái snare ra, em cũng bụp bụp luôn, bụp 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 bụp, em thấy không, có nghĩa là khi mình cầm cái dàn dưới, cái dàn chân để nó hậu thuẫn cho cha cha, khi mà em làm được cái đó rồi, bây giờ hồi nãy ở bên Bolero đó, cái tay mặt của Bolero thì em mu nó qua lại cái hai hát, đánh cái của làm sao đó, ở đó thầy đúng rồi phải không, là đánh đúng 8 cái đó, đánh đúng 8 cái đó, mà khi đến 7 8 thì em lên cái trống thơm, rồi xài lại cái dàn dưới, cái dàn chân của hồi nãy là 1 4 5, xài vô. Wow. Đó là mình transfer từ từ nó qua, mình đổi rồi mình mới lên trên. Bụp bụp bum bum bụp bụp bụp. Em thấy em hiện tượng của 1 4 5 nó repeat dàn chân. Em chỉ đổi cái dàn tay ra không, rồi cái dàn tay đó mượn, rồi thầy mới bây giờ em mới còn ngồi coi thầy transfer cả một set của Bolero đi qua là kia, rồi mình mới nhào lên cha cha nha. Rồi bây giờ tạm thời thưa quý vị các bạn, thầy phải đổi camera, mở đèn lên để thầy làm cái first set đầu tiên cho quý vị, rồi thầy mới lôi cái kia ra trong vòng 20 phút, maximum là 30 phút, tại vì
mình phải lấy cái dàn dưới của nó rồi mình mới ép cowbell trên top của nó nha quý vị. Rồi bây giờ em relax, thầy explain bên phía thầy nha, thầy tắt cái máy tụi em để nó khỏi loãng vô. Yeah. Hôm nay là rõ phải không em? Chút nữa thầy connect lại nha. Thầy qua bên dàn máy. Rõ lắm. Ừ. Yeah. Rồi thưa quý vị, các bạn cho ảnh nghỉ giải lao trong khi thầy giảng lại cái dàn chân, thầy giảng chậm hơn cái mức mà thầy vừa mới chỉ cho ảnh nha quý vị. Cowbell với lại kia đi ra ngoài nha quý vị.